luôn. Rồi con xin chào tất cả các bạn ha. Thì ở video trước á, con đã làm về cách chuẩn bị cái tool cho các bạn học cái môn Data Warehouse rồi. Thì hôm nay trên cái tool đó, con sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài tập cũng như mình thực hành để hiểu thêm cái tool đó ha. Rồi những thì cái bài tập này cũng là cái lớp 1 của môn học Data Warehouse ha. Rồi thì mình sẽ cho các bạn xem cái lớp 1 như thế nào. Rồi bài thực hành từng một ha. Thì cái bài này á, đề bài sẽ cho mình một cái database. Cái database này gồm có 4 bảng, gồm có bảng trường, tỉnh, ngành và danh sách trúng tuyển. Cái bảng này nói về cái hệ thống quản lý tuyển sinh thôi. Đó. Rồi thì đề bài sẽ yêu cầu chúng ta là sử dụng SQL Server thực hiện ETL để chuyển dữ liệu từ hệ thống LTP vào Data Warehouse đã cho. Đó, thì như thế này. Đề nó kêu sử dụng SQL Server. Thì thực chất SQL Server nó sẽ có một cái phiên bản hỗ trợ chúng ta thực hiện cái việc mà integration data, data integration này luôn. Nó giống như Bull vậy, nhưng mà về cái vấn đề trục trặc kỹ thuật nên là máy mình không có cài được cái đó. Với lại SQL Server có những phiên bản nó không có cho RE đó, thì mình cũng không thực hiện được. Với lại cái SQL Server khi mình cài đặt vô nó bị lỗi ha. Để mình sao cái lỗi cho các bạn xem luôn vì sao mình không sử dụng SQL Server ha. Thường khi mình cài đặt vào nó sẽ bị lỗi rất là đau đầu luôn á, search hoài kích hoài không được, ức lắm. Thì nó sẽ bị lỗi thế này nè. Để mà kết nối được, để mà cho thằng bool nó kết nối được với SQL Server thì cái thằng server network thằng fix 32 bit này nó phải có. Nhưng mà bây giờ cài xong rồi fix không có được cái này luôn, không cũng không tìm được cách fix của cái này, cho nên là thôi không thua. Và hướng giải quyết của phong là phong làm với SQL Server online đó. Thì cái phần mềm SQL Server có một số phần mềm nó sẽ hỗ trợ chúng ta luôn cái integration, nhưng mà phần mềm của phong thì nó không có hỗ trợ, cho nên là phong thua buộc phải xài bool. Xài bool xong rồi đã vậy rồi kết nối với SQL Server không được, phải xài SQL Server online, có nghĩa là phong phải tạo cái database của mình nằm ở trên này vô hết đó. Thì vấn đề kết nối không được là do cái mình đã nói là đây ha. Rồi thì tạm cái qua phần đó ha. Rồi bây giờ mình thấy ha, cái data bay này. Rồi bây giờ cái data bay này mình sẽ gửi thì để cái link down cái data bay này ở phía dưới phần mô tả của video, các bạn nhớ tải về rồi thực hành ha. Rồi nếu bạn nào chưa có thì có thể tải về để thực hành. Thì con sẽ gửi các bạn hai file, một file là file backup dữ liệu của cái này để các bạn backup, hoặc là một cái file SQL ha, các bạn run file ra nó sẽ ra. Thì cái file SQL nó hơi lớn, nó gồm có 50 mấy ngàn dòng rồi kia, cho nên là dạng như rất là mỏi mệt ha. Đây sau khi rồi mình phân tích cái yêu cầu ha, là thực hiện ETL để chuyển dữ liệu từ hệ thống OLTP vào data warehouse đã cho. Thì ETL là gì? ETL là extract transform logging. Đó, có nghĩa là mình lấy cái dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, xong mình chuyển đổi cái dữ liệu đó cho nó phù hợp với cái dữ liệu đích ở trong cái kho của chúng ta. Đó, rồi chúng ta thực hiện plot những cái dữ liệu chỉ vừa chuyển đổi đó vào trong cái kho. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó ha. Đầu tiên này, data warehouse của mình, cái này là cái phần dữ liệu người ta cho, có nghĩa là phần extract các bạn, dữ liệu này lấy nhiều nguồn, từ có thể là từ cái database nào đó ở đâu đó ha, mình lấy về. Đó, vậy nhiệm vụ của mình là còn lại cái gì? Chuyển đổi dữ liệu này qua cái kho dữ liệu ha. Thì cái kho dữ liệu ở cái bài này mà thì người ta cũng đã cho luôn rồi. Người ta cho cái kho của mình nó có dạng như thế này ha. Thì vì mình muốn làm thời lượng video cho nó ngắn lại để cho đỡ nhàm chán cho các bạn thì mình sẽ cắt ra. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn gom những dữ liệu từ bảng này nè. Mình sẽ gom dữ liệu bảng trường, bảng tỉnh và bảng ngành ha. Mình gom ba dữ liệu bảng đó vào cái ba bảng này tương tự ha. Hoặc là có thể mình cắt luôn phần này, mình chỉ nói về phần kết nối cho thành công thôi. Xong rồi có lẽ là mình sẽ nói phần kết nối cho thành công rồi. Còn video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu về ha. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ các bạn là tạo cái database với những cái dạng y chang như thế này ha, mà không có dữ liệu thôi. Các bạn chỉ tạo ra bảng thôi, để chút nữa mình lấy dữ liệu từ đây mình gom mình bỏ về đây ha. Vậy nhiệm vụ của mình là gì? Đầu tiên tạo cái database để import cái dữ liệu này vào. Tiếp theo là tạo cái database đích. Đó, database này là nguồn, database này là đích. Đó,
thì cái database của mình á, mình chỉ tạo ra những cái bảng như thế này ha. Cái bài này á là nó sẽ cung cấp cho mình luôn cái data, cái kho dữ liệu mình nó có dạng như thế này luôn, thì nó rất là sung sướng hơn. Thì ở những lớp 2 thì nó sẽ không cung cấp cho mình như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo hai cái database đó ha. Thì việc tạo database trên Azure hoặc các bạn có thể tạo đây, hoặc là nếu như máy tính bạn mà kết nối được với Azure Server thì bạn có thể tạo tại Azure Server thôi mà không ép buộc gì đó. Thì cái việc mà tạo database trên này thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tạo database Azure Server, các bạn vào kênh YouTube của mình tìm ha. Rồi thì các bạn cần phải tạo ra hai cái database, xong các bạn kết nối hai cái database đó. Một cái là nguồn này, nguồn của mình là kết quả thi, rồi đích của mình là cái tên là dev về thực hành một ha. Rồi mình sẽ sao cho các bạn xem. Ở đây sẽ có hai có những cái trường đây này. Như mình đã nói là cái nguồn của mình gồm có 4 bảng đúng không? Thì ở đây mình cũng đã tạo được 4 bảng này, bảng này các bạn đừng quan tâm ha. Rồi mình sẽ gửi cho các bạn cái file như thế này ha, một cái file là dùng để tạo những cái bảng nó ra này đó, tạo những cái bảng nó ra, và một cái file là insert dữ liệu vào. Cái file này rất là lớn ha, nó nói chung là nó năm năm mấy ngàn dòng, mình cũng không mua. Đây này, nó còn chạy nữa nè, mấy ngàn dòng. Các bạn mở này lên và lên cái này thì có lẽ phải chờ nó khoảng 15 phút á, máy mình chạy khoảng 15 phút mới xong. Rồi sau khi các bạn có dữ liệu xong rồi ha, xong cái bảng nguồn rồi, bây giờ các bạn tạo cái bảng đích mình tạo y chang vậy ha, nhưng mà mình tạo y chang như cái này này, để các bạn có thể chụp màn hình lại ha, hoặc là đứng video lại các bạn tạo thôi, tạo tất cả những cái bảng này. Mình cũng có thể cho luôn các bạn cái file để run cái dữ liệu đích ha. Nè, mình sẽ cho các bạn một cái file SQL để run lên cái nó ra luôn cái bảng này thôi, có trong các bạn thấy ngồi thở ha. Rồi sau khi đó là mình sẽ có được dữ liệu nguồn và dữ liệu đích ha. Thì trong video này không sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối với dữ liệu nguồn và dữ liệu đích. Sau khi các bạn mở lên hoặc bạn buông lên, các bạn chọn vào trang thông mình đó, cái chọn new ở đây, các bạn chọn vào một cái data, nói chung là cái lẽ ở nêu ở đây này các bạn, nêu ở đây xong rồi chọn data connection. Nhưng mà không biết sao mình bị disable cái data connection này, cho nên mình mới lợi dụng cái chỗ là vào cái theo input ha, chọn một cái table input, kéo nó vào ha, xong rồi mình edit nó ha. Thì ngay chỗ bước kết nối này, connection này, các bạn nêu connection, các bạn chọn nêu connection đó. Thì từ chỗ này là các bạn mới nhập cái tên bất kỳ ha, tên là tên nguồn của database á, bạn muốn đặt tên thế nào dễ hiểu được thì đặt ha. Ví dụ như đây là sụp btd ha. Rồi cái hostname ở đây á, nếu như các bạn xài SQL Server, kết nối Server, thì các bạn vào cái SQL Server, các bạn đánh cái câu lệnh là clip, xong rồi hot shift gạch name, rồi mở mở cái dấu function đó, mở hộp tròn á, rồi các bạn run cái câu SQL đó lên thì nó sẽ cho các bạn cái hostname đó. Rồi các bạn chèn hostname vào đây ha. Còn nếu bạn xài SQL Server thì việc kết nối này rất là đơn giản thôi. Ở đây có server name nè, các bạn copy server name này, copy server name này, đây copy server name, bóp nó vô database name, database nguồn của bạn tên gì, thì các bạn bỏ vô cái tên database đó ha. Ở đây của mình là kết quả thi ha, mình sẽ ghi là kết quả thi. Rồi à quên nữa, các bạn phải chọn chọn cái Microsoft. Ở đây có hai phiên bản, một phiên bản là SQL Server, SQL Native. Vì một lý do nào đó mình cũng chưa tìm hiểu là khi kết nối với SQL Server nó vẫn thành công, nhưng mà có một số trường hợp nó không lấy dữ liệu về được, cho nên đó, các bạn nhớ cái chọn là SQL Server Native ha, thì thằng này hỗ trợ mình ha. À trước khi cái bước này á, trước khi mà các bạn xài Bool, các bạn nhớ là import những cái thư viện vào trong cái thư mục LIB ha. Ở video trước không đã nói rồi đó ha. Cái intent name này nè là nó giống như cái tên máy tính mình vậy ha. Thì ở đây các bạn có thể bỏ qua ha, nhưng mà nên điền cái tên máy tính của mình. Username ở đây, username đăng nhập vào database ha. Rồi các bạn test cho nó thử xem được không. Đây là đã kết nối thành công ha. Còn nếu như kết nối lỗi á, thì nó ra lỗi gì thì các bạn search của đó thôi ha. Thì nếu có duyên thì các bạn hãy inbox mình khiến cho các bạn xem một số cái lỗi có thể fix được.
thì trong khả năng của mình thôi. Rồi, ok. Thôi mình chỉ các bạn kết nối được một cái thôi. Ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn kết nối được với tất cả các khoản trong cái database được rồi. Để bạn đợi một chút. Vì mình làm online cho nên là còn phải có mạng, mà mạng mình mạnh quá cho nên là nó hơi lâu. Đây, đó nó sẽ cho các bạn kết nối với những các bạn này. Thì ở đây này. Đó, nếu như mà ở đây nó kêu mình lấy những cái nguồn thì mình sẽ chọn cái nguồn là trường, tỉnh hay là ngành gì đó. Rồi mình chọn mình để sẵn đó ha. Hệ mình chọn luôn ha. Ví dụ như trường. Ok. Rồi, Z. Z để nó cho ra những mã trường này. Ở đây thì mình có thể thay đổi được, mình muốn chọn trường nào thì mình chọn trường đó. Nhưng mà mục đích của mình là gom hết về ha. Ở đây cái trường này với lại cái đích của mình đó. Đó, cái đích nè, nó giống nhau cho nên mình sẽ lấy hết hai trường của các bạn đó luôn ha. Rồi. Ok, cái mình có đây, đã có dữ liệu rồi ha. Mình sửa cái tên lại cho đẹp. Ở đây là sụt trường. Rồi, ok luôn ha. Rồi, xong tiếp theo là mình kết nối với output ha. Output mình cũng chọn cái table output. Đây. Rồi, kéo nó vào edit nó. Nhắc đất cũng được hết nè ha. Đây mình sẽ để là test. Trường. Rồi, ở đây các bạn cũng chọn nêu cái nét nè. Tạo cái nét mới tới cái database đích các bạn ha. Rồi, ở đây mình sẽ đặt tên là test đi. Hotname của mình giống y chang như lúc nãy ha. Database của mình là test. Xíu gần ok này ha. Rồi, rồi mình sẽ đổi lại nè. SQL Server này. IT này. Thử này. Đó, nó ra lỗi nè. Lỗi này là lỗi gì ha? Lỗi này là do user nó tin sai. Chắc là nhập password sai đó ha. Chọn luôn cái bảng ha, cái bảng ở đây row table trường này. Đó rồi các bạn hiểu không? Đầu tiên cái nguồn của mình à, mình cho các bạn xem lại ha. Cái nguồn của mình á, mình sẽ chọn cái database nguồn đó, rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái bảng mà các bạn muốn lấy từ cái nguồn này, phải không? Sau đó tiếp tục từ cái data cái output đó, các bạn cũng chọn cái database đó. Rồi các bạn chọn cái bảng mà muốn đổ dữ liệu vào, đúng không? Thì database mình đã tạo rồi đúng không? Database này mà nó tạo cho các bạn cái trường rồi, hai là giống nhau đúng không? Thì mình sẽ lấy dữ liệu nguồn đổ vào dữ liệu đích. Đó, các hiểu tư tưởng chưa? Rồi ở đây là bước gì? Ở đây là bước extract này, đây là bước loading này. Vậy còn cái bước đi cái bước transform đâu? Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái bước transform. Cái bước transform á, các bạn search ha, search cái dòng là select cái tool select value ha. Đó, trên form là select value thì cái tool này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Hỗ trợ các bạn trên form dữ liệu từ cái sụp trường về cái đất trường thì hàng ngày có hình như thế nào. À, đầu tiên á, đầu tiên các bạn phải chỉ mũi tên đến cho nó đổ dữ liệu vào trước cái ha. Thì để làm được điều đó các bạn nhấn phím shift, nhấn giữa phím shift đích chuột vào trong cái nguồn trước, đích chuột vào trong cái nguồn, sau đó các bạn chơi chuột đến cái select value. Rồi tiếp theo các bạn lại nhấn shift ha. Đó, đưa ở đây. Rồi ok, các bạn chọn main output object ha. Rồi sau đó các bạn mới thực hiện là mapping hai dữ liệu này với nhau. Đây, các bạn chọn edit nó hoặc là nhấn đứt nó, các bạn chọn edit mapping. Cái việc mapping này để chi các bạn ha? Để mình so sánh hai trường giữa trường nguồn và trường đích ha các bạn ha. Ví dụ như các bạn mà chọn lộn mã trường với tên trường thì cái mã trường từ cái nguồn nó sẽ lô trong cột tên trường của mình đích là bị sai cho nên mới có được cái bước mapping này. Thì cái bước này chính là cái bước mà trên form ví dụ hơn add nó qua này, add nó qua này. Ok đó, thì để mà run được cái này á thì cái tool này nó bắt chúng ta phải lô lại hơn, thì các bạn có thực hiện lô nó không sai rồi mình lô là ha. Ok,
Rồi sau khi mình load thì cái tên nó đã đổi nè. Rồi các bạn thực hiện print nó. Ở đây mình sẽ thực hiện xóa dữ liệu rồi mình print cho các bạn xem ha. Thì ở đây nó hôm qua mình đã làm rồi cho nên là nó có dữ liệu đó các bạn. Giờ mình sẽ thực hiện xóa dữ liệu rồi mình print lại cho các bạn xem ha. Bây giờ là sao ta? Xóa cái bản này luôn đi. Để thay đổi là bản đích ha các bạn ha. Bản nguồn thì mình không có xóa được, mình chỉ xóa bản đích thôi. Mình sẽ tạo lại cái bản bản trường đó ha. Đây, tạo được bản trường rồi, mười quét ha. Rồi, cái bản trường bây giờ là mình không có dữ liệu nè. Đó, còn cái bản trường của nguồn có dữ liệu nữa ha. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện đó ha, bên đó nè. Cloud. Đây khi các bạn chạy á, mà thành công á, thì cái này à, nó full đẹp luôn, nó màu trắng chữ đen rồi ngày giờ xanh ha. Còn nếu mà nó lỗi á, là nó ra một đường màu đỏ luôn đó. Thì lỗi khi nào mà nó thành công thì nó sẽ màu xanh hết như thế này. Thì nếu như trong quá trình làm mà có lỗi thì mình sẽ hướng dẫn lỗi đó, chứ bây giờ mình cũng thua ha. Còn các bạn có thể xem trước cái review data ha, các bạn click chuột vào cái database nào thì sẽ hiện ở đây ha. Đó rồi. Thì đó là bước làm để cho các bạn xem kết quả trong database ha. Đây đó, nó rất là giống như dữ liệu nguồn của mình ha. Rồi thì trong video này mình sẽ cố gắng nó gọn như đó thôi. Thì trong video sau con sẽ hướng dẫn các bạn thêm làm những cái bước thêm ha. Thì bước này các bạn đã làm được kết nối này, rồi cách ETL được một cái bản giống nhau ha. Từ database này sang database, từ database nguồn sang database đích ha. Rồi, mình chúc các bạn thành công ha.